về cái ngành nghề đặc thù karaoke này á, thì khi hoạt động thì cũng được các ban ngành á, là hướng dẫn thực hiện cái công tác mà trang thiết bị, rồi vận hành, rồi cái phương án cứu hộ, cứu nạn hay là thoát nạn khi mà xảy ra sự cố. Mặc dù biết các quy định về phòng cháy chữa cháy, tuy nhiên khi lực lượng chức năng kiểm tra thực tế tại quán karaoke này ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn bị phát hiện nhiều sai phạm trong thiết kế, bố trí, sử dụng phòng sai mục đích. Ngày 7 tháng 9 năm 2022, đoàn kiểm tra liên ngành của quận Gò Vấp đã kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar, massage, nhà hàng và cửa hàng ăn uống trên địa bàn. Khi kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh trên đường Trần Quốc Tuấn, chủ cơ sở cho biết cơ sở này đang trong quá trình sửa chữa, chuyển đổi công năng sử dụng từ khách sạn sang karaoke, quy mô 5 tầng với 4 phòng hát. Cơ sở này được thiết kế theo kiểu nhà hộp, không có ban công, một sân thượng đang sửa chữa thành nhà hàng. Các cửa sổ mỗi tầng tuy không có khung sắt nhưng lại bị bao bọc bởi dàn dây thép dùng để treo đèn LED bên ngoài. Quá trình kiểm tra hệ thống báo cháy, nhân viên cơ sở này bấm nút báo cháy nhiều lần nhưng hệ thống không hoạt động, chỉ hệ thống báo cháy thông qua các đầu cảm biến, vòi nước chữa cháy vẫn hoạt động. Khi đoàn kiểm tra yêu cầu các nhân viên tại đây thực hiện các thao tác phòng cháy chữa cháy thì tỏ ra lúng túng. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này không xuất trình được hồ sơ, tài liệu, phục vụ kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Bên cạnh đó, cơ sở thực hiện cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng công trình hoặc hoán cải phương tiện giao thông cơ giới khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy. Ngoài ra, cơ sở này không kiểm tra bảo dưỡng hệ thống, phương tiện phòng cháy và chữa cháy định kỳ. Do đó, đoàn kiểm tra đình chỉ hoạt động đến khi công tác sửa chữa hoàn tất và thiết kế phòng cháy chữa cháy đạt yêu cầu của cơ quan chức năng. Theo đoàn kiểm tra, việc vừa cải tạo vừa kinh doanh là không đảm bảo an toàn cho người dân và cả chủ cơ sở. Đoàn kiểm tra cũng lưu ý thêm với chủ cơ sở trong quá trình sửa chữa, hàng xì thì cần chú trọng đảm bảo an toàn. Đây chỉ là một trong rất nhiều cơ sở kinh doanh karaoke bị xử phạt trong đợt cao điểm kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường, quán bar bắt đầu từ ngày 15 tháng 8 đến 17 tháng 9. Qua đợt cao điểm này thì chúng tôi cũng đã thực hiện ngay những vấn đề là điều tra cơ bản, nắm tình hình để đánh giá phân loại. Và hiện nay trên địa bàn thành phố chúng ta là có khoảng là 414 các loại hình cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường, quán bar. Và đến thời điểm này thì chúng tôi đã thực hiện kiểm tra gần hơn 50% số lượng cơ sở đã được kiểm tra. Qua công tác kiểm tra thì chúng tôi cũng đã phát hiện rất nhiều cái vấn đề sai sót, vi phạm về các quy định an toàn phòng cháy chữa cháy. Theo Đại tá Huỳnh Ngọc Quang, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên 90 cơ sở với số tiền là 300 triệu đồng. Trong đó có 2 đơn vị cơ sở đã bị tạm đình chỉ hoạt động với lý do vi phạm vấn đề nghiêm trọng do chưa thực hiện thẩm quyền, nghiệm thu phòng cháy chữa cháy nhưng đã đưa vào hoạt động kinh doanh. Thì trong thời gian tới thì thứ nhất là cái việc là các đơn vị cơ sở kinh doanh dịch vụ mà nhạy cảm như karaoke, vũ trường, quán bar thì phải được các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là cơ quan công an phải tăng cường cái công tác thực hiện tổ chức kiểm tra, đánh giá phân loại và nghiêm trong quá trình kiểm tra. Thì phải nói rằng là phải thực hiện nghiêm chỉ đạo lãnh bộ là phải giải quyết dứt điểm các cái hành vi vi phạm, các cái điều kiện an toàn phòng cháy và kiên quyết xử lý nghiêm đối các hành vi vi phạm tại điều 17 của nghị định 136, phải tạm đình chỉ và đình chỉ rút giấy phép tất cả những đơn vị vi phạm như trên. Bên cạnh đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ tiếp tục tuyên truyền hướng dẫn cho các đơn vị cơ sở thực hiện phương châm 4 tại chỗ và phương án phòng là chính. Đặc biệt, xây dựng các phương án thực tập, diễn tập cho lực lượng cơ sở sử dụng thành thạo những trang thiết bị, phương tiện đã được trang bị và kỹ năng hướng dẫn thoát nạn trong những tình huống xảy ra cháy.